Khoảnh khắc vỡ òa, nữ sinh bật khóc khi biết mình đạt 29 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Muốn lưu giữ khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời, Lê Thu Hiền, học sinh lớp chuyên sử trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, đặt điện thoại ghi lại cảnh tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Sau khi được đăng tải trên trang TikTok cá nhân, video của nữ sinh nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Một phần khiến video được mọi người yêu thích vì có sự góp mặt của ông bà nội của Thu Hiền. Trước khi xem điểm, nữ sinh còn được bà ăn cần hỏi, bà nấu gì cho ăn nhé, bà nấu mì tôm cho ăn nhé. Trong video, nữ sinh Phú Thọ hồi hộp nhập số báo danh trước ánh nhìn âu yếm của ông bà. Sau khoảng 30 giây chờ đợi, Thu Hiền vui sướng bật dậy hét lên, ôi cháu được 29 điểm. Khoảnh khắc ấy khiến cộng đồng mạng xúc động khi nhìn thấy điểm hạnh phúc rạng ngời hiện lên gương mặt phúc hậu của ông bà. Bà nội em vỗ tay không ngớt, còn ông nội không giấu nổi niềm vui, hò reo cùng cháu gái. Hai ông bà của Hiền gần 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, lúc nào cũng quan tâm đến việc học hành của các cháu. Về điểm số 29 khối C00, nữ sinh chuyên sử nói rất hài lòng và có chút bất ngờ. Sau khi kết thúc kỳ thi, Thu Hiền từng áng chừng điểm thi nhưng không nghĩ sẽ được 2 điểm 10 sử địa và điểm 9 môn văn.